Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình giao lưu với bạn 6 cây hoa giấy. Cây hoa giấy số 1 là một cây hoa giấy gốc Mỹ được ghép lá cẩm thạch hai màu, màu trắng và màu tím. Này cái bo của nó rất là lớn và bung tàn rất là nhiều, nhưng mà mình cắt tàn thu lại rồi. Nên mình tính làm bonsai. Nhưng nếu các bạn nào có muốn giao lưu về, các bạn có thể cho nó ra tàn thêm và thay chồng. Mình quay tổng thể cho các bạn xem cái cây hoa giấy số 1. Hoa giấy số 1 gốc giấy Mỹ được ghép lá cẩm thạch hai màu, trắng và tím. Bò rất là lớn. Cây số 1 mình giao lưu với các bạn là 450 10k, không bao gồm phí ship. Mình thì các bạn ghi mã số và số điện thoại để phía dưới bình luận, hoặc các bạn liên hệ với mình. Tiếp tục là cây số 2 là gốc giấy Mỹ được ghép ba màu hồng, trắng, tím. Đây là màu trắng, còn màu tím thì đang cho hoa. Đây là màu hồng, được ghép ba màu mà hồng, trắng, tím. Cây giấy Mỹ số 2 được ghép ba màu hồng, trắng và tím. Mình giao lưu các bạn cây số 2 là 350k. Cây số 3 cũng là gốc giấy Mỹ được ghép ba màu hồng, trắng và tím. Mình quay tổng thể cho các bạn xem. Bo đóng rất là lớn, nó già bo rồi, giờ do mình cắt lùng, cắt thu lại cho nên mình thấy cái đọt, cái tàn của nó hơi nhỏ, vậy có thể nó bung tàn, đang bung tàn. Cái số 3 mình cho luôn các bạn, đồng giá là 350k. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 được ghép hai màu, màu trắng và tím. Đây là màu trắng, đây là màu tím. Cũng là gốc giấy Mỹ. Mình quay tổng thể cho các bạn xem. Mấy cái bo này là già bo dữ lắm rồi các bạn. Cây số 4 đồng giá là 350k, không bao gồm phí ship nữa bạn. Tiếp theo là cây giấy số 5 là gốc giấy Mỹ được ghép hai màu, màu trắng và màu tím. Đây là màu trắng, đây là màu tím. Trắng và tím. Đây này là mình đã cắt thu tàn lại hết rồi. Cái này về buông gọt ra là rất là đẹp. Quay tổng thể cho bạn xem cây số 5. Cây số 5 là giá là 400k. Cây cuối cùng là cây số 6. Cây này nó hơi lùn. Được ghép qua giấy màu trắng cẩm thạch gốc giấy Mỹ. Cây số 6 mình quay tổng thể các bạn xem. Cây này vào chậu nhỏ ha, làm cái dáng mini để bàn được. Cây số 6 mình giao lưu các bạn là 350k, không bao gồm phí ship. Mình xin nhắc lại, các bạn nào muốn giao lưu với mình thì ghi mã số và số điện thoại để phía dưới bình luận, hoặc các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình để phía dưới video, hoặc liên hệ với mình qua Zalo bằng số điện thoại mà mình để phía dưới.
mình xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.